Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 vừa qua có thể nói là một năm rất đầy biến động của cả thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài ngoại lệ của những biến động đó. Có thể nói năm 2022 là một năm lửa thử vàng, gian nan thử sức. Và ngọn lửa cũng chính là hình ảnh xuyên suốt của chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi muốn nhắc đến. Ngay lúc này, các biên tập viên của chúng tôi đã sẵn sàng để đem đến cho quý vị và các bạn những cung bậc cảm xúc khác nhau để chúng ta cùng thắp lên ánh lửa của hy vọng. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được mời biên tập viên Ngọc Trâm. Thưa quý vị, vào thời khắc đầu xuân năm mới, khi nhắc đến ánh lửa, có lẽ là nhiều người sẽ thường nghĩ ngay đến hình ảnh bếp lửa. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ư nồng đượm. Và khi nhắc đến hình ảnh bếp lửa, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến hơi ấm của sự đoàn viên, là niềm vui vẻ, không khí tụ họp sum vầy mỗi dịp Tết đến xuân về. Vậy nhưng ở một góc nhìn khác, hình ảnh những ánh lửa lại gợi lên cho mỗi người những suy nghĩ khác nhau. Lửa thì ấn tượng nhất là chiến sĩ cứu hỏa của Hà Nội bị hy sinh. Như ánh lửa thì là một cái sự ấm áp của trong gia đình. Ánh lửa tượng trưng cho hy vọng là đời sống sẽ nâng cao và giá cả người nông dân làm ra nó sẽ cao hơn và nó ổn định hơn. Cái nóng nhất năm vừa qua, biến động giữa Nga với Ukraine thì nó có biến động ảnh hưởng chung đến cả một cái nền kinh tế của thế giới. Công việc thì bây giờ nhiều công ty là đang có chiều hướng là giảm lao động, do đơn đặt hàng là không có, do ảnh hưởng của thế giới thôi. Giá cả xăng dầu đi lên thì đi theo chi phí sản xuất lớn. Gạo lên một ít, đỗ lên một ít, thịt lên một ít, công người lao động thì cũng phải lên một ít. Cái giá cả người tiêu dùng là cũng phải gánh chịu thêm một ít. Bếp lửa đỏ hồng, nồi bánh chưng nóng ấm. Đó là những hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị, không khí ấm nóng vẫn giữ nguyên trong từng khuôn bánh. Thế nhưng quý vị có phát hiện ra là những chiếc bánh chưng của người dân làng Lỗ Khê năm nay rất lạ hay không? Thưa quý vị, nếu như chúng tôi nói rằng chiếc bánh chưng này của người dân làng nghề Lỗ Khê có liên quan trực tiếp đến những hình ảnh phía sau, thì quý vị có tin không ạ? Có vẻ là hơi mâu thuẫn. Cũng là chiếc bánh chưng này, nhưng năm nay giá bán đã tăng lên 10% so với năm ngoái bởi giá thành của tất cả các nguyên liệu đầu vào từ lá rong, thịt lợn, gạo nếp, thậm chí là giá mua củi than cũng đã tăng. Vì thế nên người làm nghề đành phải tăng giá bán để có lợi nhuận. Tất cả sự thay đổi này đều là sự ảnh hưởng từ sức nóng toàn cầu trong năm qua. Đó chính là chiến sự ở Ukraine, đó là sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, là sự nóng lên của giá khí đốt, xăng dầu thế giới, là sự nóng rực rồi lạnh ngắt trên các thị trường chứng khoán, bất động sản. Mời quý vị sẽ cùng điểm lại những sự kiện này ngay sau đây. Những cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa, những con tàu đánh cá nằm bờ nhiều ngày, chuồng trại chăn nuôi, đồng ruộng bỏ trống, các cơ sở y tế thiếu thuốc, vật tư. Chẳng ai nghĩ chúng lại có liên quan đến chiến sự xảy ra ở cách Việt Nam hàng nghìn cây số. Khói thuốc súng và tên lửa từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm nóng hơn sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu còn chưa kịp phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việc Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid ròng rã nhiều tháng trời cũng khiến cho giao thương hàng hóa một phen bất ổn. Kéo theo đó là hàng loạt căng thẳng trong quan hệ ngoại giao các cường quốc và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việt Nam không thể nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Năm 2020, xếp hàng test Covid-19. Năm 2021, xếp hàng tiêm vaccine Covid-19. Đầu năm 2022, xếp hàng đổ xăng. Đến cuối năm thì xếp hàng đăng kiểm, lạm phát phủ bóng, mặt bằng giá mới của nhiều hàng hóa dịch vụ cũng được tăng theo xăng dầu, bào mòn túi tiền của người tiêu dùng. Đồng thời, đời sống và sản xuất của người dân gặp muôn vàn khó khăn. Trong khi đó, thị trường tài chính, chứng khoán và bất động sản lại liên tục có nhiều sóng gió. Các chỉ số lao dốc khiến người đầu tư đứng ngồi không yên. Nếu năm kia mà giờ 300 thì năm nay phải 800. Mà trên tôi nói là giàu lên cũng nhờ đất và đi tù cũng vì đất. Mất cả anh em tình nghĩa cũng vì đất.
Tuy nhiên, trong khó khăn, các gam màu sáng trong năm qua vẫn vô cùng nổi bật với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, xuất khẩu đạt nhiều thành tựu. Sau khi mở cửa đường băng quốc tế, tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, du lịch và văn hóa đều chuyển biến đáng ghi nhận. Người dân phấn khởi. Đảng và nhà nước đã đang điều chỉnh và nhiều cơ chế chính sách rất là thông thoáng và những cái chủ trương rất là hợp tình hợp lý. Một là chúng ta có những định hướng rất đúng, nó góp phần rất lớn về tinh thần cho nhân dân phấn khởi, và cái đà năm nay tôi hy vọng rất tốt. Càng năm mới là mình còn phát triển hơn nữa, không phụ thuộc vào ai cả, tự người Việt Nam mình tự bàn tay làm ra là quan trọng nhất. Kinh tế của đất nước ngày càng đi vào ổn định. Chúc tất cả mọi người năm mới là cứ phấn khởi mới, tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào chính phủ, vượt qua tất cả mọi khó khăn thách thức. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin đến từ biên tập viên Ngọc Trâm đã mang đến trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì rõ ràng chúng ta cũng cảm nhận được sự ảnh hưởng của sức nóng trên thị trường tiêu dùng, thị trường bất động sản và cả tình hình chiến sự ở Ukraine dường như vẫn len lỏi trong từng câu chuyện, từng bữa cơm của mỗi gia đình. Thế nhưng trong năm vừa qua, có một cụm từ rất sáng đã được nhắc đến, đó chính là chuyển đổi số. Bức tranh chuyển đổi số trong năm qua sẽ như thế nào? Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với ngọn lửa chuyển đổi số cùng với biên tập viên Dương Thu. Thưa quý vị, là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia. Với quyết tâm cao độ, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3 tháng 6 năm 2020, và đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, lây lan, Việt Nam đã trở thành nước dẫn đầu trong chuyển đổi số thời COVID-19 với những kết quả hết sức ấn tượng. 100% lãnh thổ phủ sóng di động, 75% người dân dùng Internet, 54 triệu người dân giao thương trực tuyến, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, 100% huyện, 96% xã được kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của quốc gia. Có tới hơn 60% cơ sở khám chữa bệnh cho phép sử dụng căn cước công dân thay cho bảo hiểm y tế. Đặc biệt, kinh tế số đóng góp hơn 10% vào GDP. Những con số biết nói này đã chứng minh trong việc chuyển đổi số hiện diện ngày càng rõ nét hơn trong mọi mặt của đời sống xã hội và bước đầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Phát triển nền kinh tế số, xã hội số, công dân số của chính phủ đã trở thành những thứ có thể nhìn, cầm nắm và có thể cảm nhận được. Người dân cả nước đã bước lên không gian số. Từ chợ số, hợp tác xã số, nông trại số hay cánh đồng số đang ngày càng phổ biến ở các địa phương. Và chuyển đổi số giờ không phải chỉ là chuyện có ở thành phố. Vâng, ngọn lửa chuyển đổi số là nội dung clip mà chúng tôi vừa mới chia sẻ. Và ở đây thì chúng ta có rất là nhiều vị khách mời cũng như là những vị khách mời mà rất là quen thuộc với VTC trong một năm vừa qua. Vâng, vừa rồi trong clip của chúng tôi có rất nhiều những con số không quá lời khi mà chúng ta nói rằng là những con số này là những con số biết nói. Và chúng tôi cũng muốn nghe những chia sẻ, những tâm tư của những vị khách mời đang ngồi chung với chúng tôi tại đây. Mong nghe chia sẻ của nhà báo Trịnh Bá Ninh ạ. Tất cả những nhân vật mà chúng ta nhìn thấy trên clip đấy là một, tôi nghĩ rằng đấy là hàng chỉ khoảng 1/1000000 thôi của những ý kiến thôi. Còn nếu như chúng ta mà lắng nghe tất cả ý kiến thì chúng ta sẽ nhận ra một rất nhiều điều rất là thú vị đối với đời sống. Bởi vì cũng chúng ta cũng nhìn nhận một điều thế này, trong cái hai phần chúng ta thấy đấy, chuyển đổi số đó là quá trình tất yếu, chắc không thể chúng ta không thể nào thoát ra được. Và hai nữa là mọi cái hắt hơi của thế giới nó sẽ len lỏi đến tất cả các gia đình của chúng ta ở tất cả vùng quê. Bây giờ thì chúng ta cảm nhận một cách rất rõ rồi. Dẫu sao thì cái năm cũ cũng đã đi qua, chúng ta đã chứng kiến những thăng trầm rồi. Và chúng ta cũng thấy một điều mà rất là rõ nét là chúng ta vẫn vượt qua nó, chúng ta nhìn thẳng được vào nó, chúng ta đi qua nó và chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm. Tôi vẫn hình dung trong cái thế hệ của chúng tôi ngoảnh lại 60 năm và tôi vẫn thấy cái âm hưởng của bài ca Xuân 61 của nhà thơ Tô Hữu. Đấy, đó là những cái ngọn lửa bao giờ thì nó cũng vẫn cứ thắp sáng và chúng ta vẫn cứ đi. Gà gáy sáng, thơ ơi mang cánh lửa, hãy bay đi con chim kêu trước cửa. Thêm một ngày, xuân đến, bình minh. Và tôi vẫn nghĩ rằng là mùa xuân là bình minh, và ngồi cạnh tôi là nhà thơ Trần Đăng Khoa. Trân trọng, mời anh. Chúng ta đến đi qua một năm rất đẹp. Và cuối cùng tất cả mọi công việc đổi mới, công việc của một năm chúng ta cuối cùng là để làm sao nâng cao đời sống của dân.
Nếu đời sống của dân mà không lên được thì mọi cái đều vô nghĩa. Và chúng ta vừa nghe tiếng nói của dân rồi, phải nói chúng ta đã đi qua một năm ngoạn mục, đầy khó khăn, đầy thách thức, và phải nói là có những lúc phải nói hiểm nguy nữa, nhưng mà chúng ta đã vượt lên. Chúng ta đang sống trong một cái thời hiện đại mà cả trái đất ở ngay trong lòng bàn tay. Một cái trận chiến ở Ukraine nhưng mà ảnh hưởng đến cả Việt Nam. Một việc làm của chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến cả nước và thậm chí ảnh hưởng đến cả toàn cầu. Và chính vì thế cho nên là có thể nói rằng là chúng ta đã đi qua một năm rất đặc biệt. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lấy cái tên chương trình hôm nay là Thắp Lên Cái Ngọn Lửa. Đấy, và có một nhà thơ đã viết thế này: tất cả đều phải qua lửa. Những gì qua lửa thì thành tro rồi, những gì thành bụi thì thành tro rồi, những gì còn lại thì thành thép tôi. Và có thể nói mỗi người Việt chúng ta là đã đi qua lửa, và cả đất nước của chúng ta cũng đã tôi qua lửa. Những gì thành bụi là thành bụi rồi, những gì còn là sẽ còn. Đấy, và phải nói là không phải chúng ta chỉ có tôi qua lửa mà còn tôi qua cả máu nữa. Và cái máu nó còn kinh khủng hơn cả ngọn lửa, sức nóng nó còn kinh khủng hơn là ngọn lửa. Và hôm nay chúng ta thắp lên ngọn lửa, thực ra là đây là chúng ta tiếp thêm lửa vào cái ngọn lửa đã cháy. Và tôi cầu mong sắp tới những cái ngọn lửa này sẽ cháy bùng lên để làm rọi cho những cái góc còn tăm tối, và để thiêu cháy những gì cần phải cho ra cho, và bừng sáng lên trên mọi miền, trên mọi cõi lòng, trên mọi góc độ, để làm sao có một cái đất nước thật sự tươi sáng. Chúng ta bước lên trên một cái tầm cao mà đấy chỉ thấy lấp lánh cái ánh sáng của trí tuệ mà không có máu người. Vâng, chúng ta thấy rằng là chuyển đổi số là quá trình tất yếu, và quan trọng là chúng ta phải biến những áp lực trở thành động lực, đúng không ạ? Còn ý kiến của nhà báo Vĩnh Quyên thì sao ạ? Năm nay 2022 thì Tết của chúng ta đã thấy rằng nó bừng sáng rất nhiều những cái đổi mới, những cái hy vọng, và chúng ta đã thoát ra được, như nhà thơ Trần Đông Khoa và nhà báo Trần Bá Ninh có nói, chúng ta đã thoát ra khỏi những cái khó khăn, những cái ảm đạm của năm 2021 và năm 2020. Và rõ ràng rằng mặc dù như vậy nhưng năm 2022 chúng ta cũng còn rất nhiều khó khăn. Trong phóng sự các bạn một cái chi tiết tôi rất là thích, tức là một cái bánh chưng nó rất là nhỏ nhưng nó cũng đã chịu rất nhiều sự đội giá ở trong đó, và rõ ràng cái bánh chưng của năm nay nó không như còn giá cả như của năm ngoái nữa. Khi qua những cái năm tăm tối của 2020, qua đại dịch Covid, thì có một cái giá trị mà tôi nhận thấy là dường như cái giá trị của gia đình được chú ý hơn, con người ta sống vì nhau hơn. Và qua những cái khủng khiếp như vậy thì thấy rằng là cần phải sống yêu thương nhau nhiều hơn, các cái giá trị gia đình được bảo tồn nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng trong một xã hội thì khi mà những gia đình mà ổn, những gia đình ấm áp, những gia đình đầy tình thương yêu thì nó sẽ là một cái động lực để cho cả xã hội chúng ta ổn. Và một năm mới sắp đến thì tôi vẫn luôn hy vọng rằng năm mới với rất nhiều hy vọng. Chúng ta thấy rằng là trong một cái khoảng thời gian quá dài, chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đại dịch Covid-19, thì có vẻ như là trong năm 2023 thì nhà báo Vĩnh Quyên cũng như là hai vị khách mời của chúng ta ở đây đã rất là nhiều hy vọng, nhiều niềm tin. Còn nhà thơ Hồng Thanh Quang thì sao ạ? Vâng, rất tình cờ là tập thơ mới của tôi vừa đi nhà in cuối năm 2022 và chuẩn bị xuất bản năm 2023 thì cũng có tên là Thắp Lửa. Tôi nghĩ rằng hơn bao giờ hết thì trong giai đoạn chúng ta hiện nay ấy, chúng ta cần một ánh lửa. Ánh lửa nó không phải để thiêu đốt đâu, ánh lửa để chúng ta nhìn rõ hơn mọi sự. Và nếu mà nhìn trong năm 2022 quá trình phát triển ấy, thấy rằng thực sự năm 2022 cũng rất nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta đã phải vượt qua, nhưng so với những năm trước thì những khó khăn thách thức ấy không là cái gì cả. Mà đặc biệt rằng là trong năm 2022 chúng ta đã có nhiều ánh lửa để nhận rõ hơn tất cả những đối diện với hiện thực, nhận rõ hơn tình hình quốc tế, nhận rõ hơn cả chính những sai lầm, những lầm lỡ mà chúng ta đã từng phạm phải. Và chính điều đó khiến cho khi từ biệt năm 2022 chúng ta có một niềm lạc quan, bởi vì chúng ta đã trở nên đúng đắn hơn, chúng ta đã biết cách để nhìn nhận thực tế hơn, biết cách sửa sai dù rất đau đớn nhưng vẫn làm sao có một cách nhân văn nhất. Mà tôi nghĩ rằng đất nước Việt Nam ấy, chúng ta trải qua quá nhiều thứ trong chiến tranh, trong những giai đoạn phát triển kinh tế mà đầy bất chắc, và bây giờ chúng ta hơn bao giờ hết chúng ta cần ánh sáng,
Vâng, xin cảm ơn với những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi còn nhớ là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có bút ký rất nhiều ánh lửa, mà ánh lửa ở đó thì chúng ta tràn ngập tình yêu, trách nhiệm và sự nâng niu quê hương đất nước. Chủ đề thắp lên ngọn lửa ngày hôm nay của chúng ta cũng mang hàm ý đó. Và trong phóng sự đầu của chương trình thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những ánh lửa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc giao lưu với các vị khách của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có mặt trên sân khấu lúc này, đó chính là đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Sự có mặt của nữ ca sĩ Thái Thùy Linh, nhà sáng lập Sớm Hữu Cơ. Vâng, và bên cạnh đó là sự có mặt của anh Đỗ Chí Cường đến từ Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSON. Để bắt đầu cho buổi trò chuyện ngày hôm nay, tôi xin được mạn phép hỏi là ba vị khách mời trong năm vừa qua chúng ta có liên quan gì đến bất động sản không ạ? Chúng ta có mua bất động sản hay là kinh doanh bất động sản hay không? Chắc là nhờ chị Linh trước ạ. Trong những ngày cuối năm 2022 thì có lẽ là khi mà nhắc đến ba cái chữ bất động sản là nhiều người cũng toát mồ hôi, nhiều người là cũng ăn không ngon ngủ không yên. Rất là may mắn là mặc dù là năm vừa rồi là năm đầu tiên, lần đầu tiên mà Thái Thùy Linh có một cái hoạt động gì đó liên quan đến bất động sản, nhưng mà may mắn là ngay từ đầu thì mình đã xác định một cái con đường là đi chậm nhưng mà chắc, và hướng đến rất là nhiều những cái mục tiêu, những cái ý nghĩa mang cái những cái giá trị mang tính bền vững. Cho nên là trộm vía trộm vía là mô hình xóm hữu cơ mà Linh vừa mới xây dựng từ giữa năm 2022 thì vẫn nhận được cái sự quan tâm yêu quý của đông đảo mọi người. Những người mà đến với Linh và cùng nhau chia sẻ những cái mảnh đất đẹp và được xây dựng theo cái hướng hữu cơ, thân thiện với tự nhiên và hướng đến những cái giá trị để bảo vệ môi trường ấy, thì Linh luôn gọi mọi người là các cư dân và bà con của xóm. Bởi vì đây không phải là một cái mô hình kinh doanh bất động sản như rất nhiều, như hầu hết các cái mô hình khác, mà đây là một cái mô hình lần đầu tiên, Linh nghĩ là chắc là cũng lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Tại vì nó được xây dựng bởi một người, nó cũng rất là nhiều mộng mơ. Tôi nghĩ là ở mô hình của chị sẽ còn rất nhiều những cái giá trị tốt đẹp cần lan tỏa, và tôi sẽ khai thác ở một ít phút nữa. Thế còn anh Cường thì sao ạ? Anh là một người về làm về công nghệ. Khi mà chúng ta nhắc đến lĩnh vực công nghệ thì đôi khi chúng ta sẽ nhắc đến hai cái cụm từ, đó chính là những cái giá trị trên cuộc sống ảo, trên cái thế giới ảo, đúng không ạ? Và bất động sản trong năm qua thì cũng có rất nhiều những giá trị ảo khiến cho người ta bước ra ngoài đời thực cảm thấy hụt hẫng. Anh nghĩ sao về câu chuyện này? Tư duy của tôi về việc khởi nghiệp hay là về việc làm kinh doanh thì luôn luôn là sử dụng điểm mạnh của mình thôi. Tôi là một kỹ sư IT, thì mong muốn của tôi là làm sao có thể ứng dụng được các cái sản phẩm công nghệ thông tin để làm ra những giá trị thực sự cho xã hội. Đấy là cái tư duy sống thực sự. Nói về đất thì tôi có một số cái gọi là cái khởi nghiệp nhỏ về việc là sử dụng đất ở nông thôn. Nghe chị Linh nói thì cái ý tưởng của tôi nó cũng hơi na ná của chị Linh một chút. Có nghĩa là cái sản phẩm của tôi nó giống như là Uber về đất, nhưng mà tận dụng cái nhu cầu là những người lớn tuổi ở Hà Nội, nhà thì không có nhiều diện tích để trồng rau hay là đại khái là theo một cái sở thích của mình khi tuổi hưu. Thì tôi sử dụng cái đất trống ở các vùng quê bây giờ bỏ hoang, không cấy, không làm gì cả. Thì tôi sẽ thuê cho những người ở Hà Nội thuê thông qua hệ thống công nghệ thông tin của tôi. Thì ở đấy, những người có điều kiện ở Hà Nội hay thành phố lớn có thể hàng ngày vào cái app của mình để có thể xem được là ở vùng quê người ta đang chăm sóc cho mình như thế nào, hay cây hàng ngày lớn như thế nào. Thì đấy là cái khởi nghiệp của tôi về cái phần bất động sản duy nhất thôi. Còn toàn bộ những cái cuộc chơi về lợi nhuận, về bất động sản thì tôi nằm ngoài cuộc chơi đó. Vâng, cũng có liên quan đến đất đai, thế nhưng mà ở một cái mục đích ý nghĩa khác nhau, đúng không ạ? Thế còn từ nghị trường Quốc hội thì sao, thưa đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa? Tôi nghĩ rằng là đất đai là một vấn đề lớn. Với thực ra thì cái cơ chế chính sách pháp luật của chúng ta về đất đai thì còn nhiều vấn đề. Và sắp tới thì Quốc hội sẽ sửa luật đất đai và đang tiến hành sửa luật đất đai. Chúng tôi cũng mong rằng đây là một cái dự án luật mà nhân dân sẽ phải thực sự quan tâm, vì nó liên quan đến lợi ích thiết thân của mình cũng như là lợi ích của quốc gia, của đất nước. Và nhìn về đất đai thì phải nhìn vào lịch sử cha ông ta giữ nước, dựng nước, và cái đất đai với mỗi con người, với mỗi dòng tộc, với mỗi gia đình, với mỗi cộng đồng, nó có ý nghĩa sống còn, nó nơi sinh ra, nơi lớn lên, mưu sinh, và nó có những giá trị lịch sử trường tồn ở đấy của sự tiếp nối. Và
chúng ta phải nhìn đất đai như chị Thái Thùy Linh, ca sĩ Thái Thùy Linh vừa rồi ấy, đấy là cái sự sáng tạo. Cái giá trị gia tăng của đất đai nó có từ những sáng tạo, từ những ý tưởng, và đấy là văn hóa. Cái sự sáng tạo ấy luôn luôn cần để chúng ta phát huy được giá trị đất đai tốt hơn, thông minh nhất, hiệu quả nhất. Trong cái phóng sự vừa rồi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói cái rất thâm thía rằng là đi tù cũng vì đất, và mất tình, mất nghĩa, mất làng, mất xóm anh em cũng là từ đất. Chúng ta phải ngăn chặn cái hệ lụy đó. Và tất nhiên chúng tôi nghĩ đây là một câu chuyện, là một vấn đề không đơn giản, nhưng mà chúng ta đã có hướng đi rất là rõ. Và chúng tôi trân trọng, nói lại một lần nữa là trân trọng mọi cái sự sáng tạo, để trên cái đất đai đấy chúng ta tạo ra những giá trị cho cộng đồng chúng ta, tạo ra cái văn hóa của cái dân tộc này. Và cái giá trị đó, cái sức sáng tạo đó nó phải được trở lại tương xứng với những người đã tạo ra nó. Những người đã sáng tạo ra những giá trị đấy thì họ được hưởng cái phần của họ. Còn cái giá trị đất đai từ pháp lý, do cơ chế, do cái sự sử dụng nó thì nó phải là thuộc về giá trị của đất nước, của cộng đồng. Bởi vì nó là, như nhà thơ Trần Đức Khoang nói, nó là xương máu, nó là sự đấu tranh, cái sự trường tồn của chúng ta. Cái giá trị lịch sử ấy nó phải thuộc về, về dân tộc này, về đất nước này, chứ không phải thuộc về lợi ích cá nhân, ích kỷ của một số người đó, nó nhanh nhẹn, cơ chế, và sau đó lại dùng cái đó để làm cho xã hội thêm tiêu cực, thêm rối loạn. Trong chương trình này tôi thấy là có một cái sự lan tỏa về sự tử tế, nó không còn ích kỷ, mà như là chị Thái Thùy Linh về sử dụng đất để có thể là lan tỏa cái một cái nét văn hóa tử tế nào đó. Thì thưa chị Thùy Linh, chị nghĩ như thế nào khi mà chị sử dụng đất để lan tỏa cái nét văn hóa tử tế trong cuộc sống như vậy, thông qua cái mô hình xóm hữu cơ của mình? Trước tiên phải rất là cảm ơn anh Nghĩa. Thực sự là phải nói là rất là vất vả khi trên cái con đường mà muốn xây dựng được những cái mảnh đất đẹp và từ đó là lan tỏa những cái giá trị tử tế ra cộng đồng. Linh xin đưa một cái câu chuyện rất là nhỏ mà Linh đã trải nghiệm như này. Ở cái xã, ở cái thôn mà hiện nay mà Linh đang xây dựng những cái xóm hữu cơ đầu tiên ấy, thì quý vị biết là hàng vài trăm hecta đất mà chỉ có chưa đầy 40 hộ dân. Người ta sống rất là xa nhau và thực sự rất là nghèo. Và đấy là cái xã, cái thôn nghèo nhất của cái ở cái xã Đú Sáng của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Và khi mà đi vào trong thôn thì tất cả những ngôi nhà nào, nếu như mà bạn nhìn thấy những ngôi nhà nào nhìn khang trang thì đấy là người dân đã bán được đất. Và cái sự bán đất là Linh cho rằng đấy cũng là một cái nhu cầu nó rất là hợp lý thôi. Nghĩa là cái người mà đang rất thiếu đất ở thành phố và rất chật chội rồi, bây giờ về mua đất nông thôn, và với cái nguồn tiền đó thì cái người nông thôn người ta có một cái cơ hội để đổi đời. Bởi vì tất cả những nhà nào mà chưa bán đất, chưa xây được nhà thì nhìn biết ngay, nói thật là nhìn ngôi nhà như là cái nhà kho rột nát tứ bề. Xóm hữu cơ của Linh thì thực sự là có rất là nhiều những thứ mà Linh ấp ủ trong cái mô hình này. Nhưng việc đầu tiên là làm sao có những cái mảnh đất đẹp, tất nhiên là phải rất là tuân thủ pháp luật ạ. Và để cho tạo mọi cái cơ hội, mọi điều kiện để cho những cái người thành phố về mang tiền về để đầu tư vào nông thôn, và từ đó thì giúp cho nông thôn có thêm những cái nguồn vốn để quay trở lại xây dựng nông thôn cho nó đẹp, thì chúng ta sẽ có không phải là chỉ xóm hữu cơ của Linh đâu, nó sẽ có thôn hữu cơ, có làng, có xã và có huyện hữu cơ nữa. Dạ. Tại sao không, đúng không ạ? Dạ, và tôi nghĩ là để lan tỏa những cái điều tốt đẹp giống như là Linh chia sẻ thì rất cần phải có sự trợ lực đến từ công nghệ số. Đúng không ạ? Để mọi thứ trong một cái thế giới phẳng như hiện nay, để những việc làm tốt đẹp đầy ý nghĩa như của Thái Thùy Linh đây, thì công nghệ số sẽ góp phần rất lớn để mọi người biết đến nhiều hơn và họ sẽ có một cái nhìn nhận đúng hơn về giá trị thực của đất. Tôi đã có những lúc mà nhân viên của mình là những người kỳ công ty sẵn sàng từ bỏ để đi làm một người cò đất. Thực đúng sự vậy. Là bất lợi. Đúng nhưng vậy. Mà xét cho khía cạnh về tài chính hay một thời điểm nào đó thì họ đó là những lựa chọn cũng là tương đối tốt của họ. Và với mình thì câu chuyện mình đang sắp nói ở đây thì nó lại hơi lệch một so với đất. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là một ứng dụng của công nghệ thông tin vào cái việc đó. Thì trong 2 năm dịch thì cái bất cập lớn nhất của mình khi nhìn thấy là việc học online thì nó tạo ra rất nhiều cái khó khăn của cuộc sống. Ví dụ như kiểu là học sinh học thì bố mẹ không biết con có học hay không, có chơi game hay có xem YouTube hay không. Thì xuất phát từ cái ý tưởng là muốn tạo ra một cái chuyển đổi số toàn diện cho giáo dục thì mình từ một người chủ doanh nghiệp IT đã mất 3 năm từ bỏ cái chức vụ đấy để đi làm một người thầy. Hàng ngày mình đến trường, đi xe đến trường và 4-5 giờ lại đi dạy thêm. Thì cái việc đi dạy thêm đấy của mình muốn là mình đặt địa vị mình ở vai trò người thầy. Thì công ty mình cũng ra mắt sản phẩm Ông Bụt AI. Thì sản phẩm AI của mình nó hướng đến việc gì là số hóa toàn bộ cái việc là 20 cái nghiệp vụ giáo dục trên hệ thống Ông Bụt của mình.
Và điều quan trọng nữa là gần như là việc nói không với vở viết và bút viết. Ở trên đó thì các bạn sẽ được học học trên iPad, được viết trên đấy, cô giáo xem bài trên đấy, chấm bài trên đấy, phụ huynh cũng không cần phải đón đưa. Tất cả những cái việc mà mình đang làm là ứng dụng được một nền tảng công nghệ thông tin vào việc chuyển đổi số để tạo ra một cái sản phẩm thực sự có nghĩa cho tất cả mọi người trong cái việc tham gia vào việc giáo dục đó. Tôi nghĩ là về những cái sự thay đổi trong giáo dục luôn là những cái sai đổi mà rất là nhiều các bậc phụ huynh quan tâm, đúng không anh Đội Chí Nghĩa? Rõ ràng là trong năm vừa qua thì có rất là nhiều những cái sự thay đổi trong giáo dục từ nghị trường Quốc hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người rồi. Và những cái sự thay đổi đó nó sẽ quyết định như thế nào đến một nền giáo dục trong tương lai của chúng ta, thưa anh? Giáo dục thì đó là việc của tất cả mọi người. Và cái may mắn của dân tộc chúng ta đấy là một dân tộc trọng cái sự học hành, trọng chữ nghĩa. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì cái con người chúng ta lại là người năng động, muốn đưa cái chữ nghĩa đó, đưa kiến thức đó vào trong đời sống thực. Và trong đời sống thực thiếu cái gì thì sẽ học cái đó. Và với công nghệ bây giờ, với điều kiện bây giờ thì họ học một cách bài bản, học một cách kỹ lưỡng theo cái nhu cầu người ta. Cho nên những cái phương thức học tập nở rộ. Và rất nhiều các em học sư phạm ra trường có thể là họ không chọn con đường đứng trên bục giảng ở một cái trường học cụ thể, với những cái lề luật cụ thể, với những cái quy định mà nó còn chưa thực sự là cởi mở. Họ có thể dạy trực tuyến, họ có thể là vẫn có những cái học trò của mình ở cái diện rộng hơn. Và khi họ trở thành người thầy giỏi, những người có cái đất của mình để thể hiện được cái năng lực của mình, thể hiện cái giá trị của mình, thì họ cũng có một cuộc sống có thu nhập được tôn vinh, và cái đóng góp của họ vào giáo dục thì rất là tốt, không kém những người thầy ở những cái môi trường giáo dục cụ thể. Tôi nghĩ là trong một cái thế giới rộng mở này thì không chỉ là người trình độ cao dạy người trình độ thấp hơn, mà cũng không có những người trình độ cao hơn hẳn những người khác. Và anh có thể cao hơn ở mặt này, nhưng ở mặt khác thì chưa chắc. Khi mà giá xăng dầu tăng và khi mà chúng ta không mua được xăng dầu, thì chúng tôi nghe các nhà quản lý giải thích nào là chuỗi cung ứng đứt gãy do chiến tranh Nga-Ukraine, rất nhiều lý do. Tôi về quê thì ông bác tôi, ông bảo là thế nếu mà cái chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy thì phải hỏi xem Campuchia họ có thiếu xăng dầu không. Tôi muốn nói là cái giáo dục chúng ta bây giờ phải nhìn nó rộng hơn rất nhiều. Tất nhiên nhà trường là trung tâm, là cốt lõi, và giáo dục đang cần phải một sự đổi mới, đặc biệt là phải phát huy được cái sáng tạo trong nhà trường, cái dân chủ trong nhà trường. Bên cạnh cái lề luật, bên cạnh những cái nề nếp của nhà trường mà nói như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, phải làm sao thầy cho ra thầy, trò ra cho ra trò, trường cho ra trường, lớp cho ra lớp. Cái nội hàm nó hay lắm. Thì chúng ta cũng phải phát huy được cái sự sáng tạo trong nhà trường. Tôi cũng rất muốn là cái ngọn lửa của dân tộc này, cái văn hóa dân tộc này, nó là ngọn lửa bền bỉ, ngọn lửa ấm áp, ngọn lửa nó thắp sáng cho mỗi gia đình một cái niềm tin tưởng. Có khi nó không phải là bùng cháy gì ghê gớm, nó không phải thiêu đốt cái gì kinh khủng lắm, vì chúng ta đã qua chiến tranh lâu rồi. Mà hãy thắp lên cái ngọn lửa ấy để mỗi gia đình, mỗi con người phát huy cái giá trị của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hy sinh của những người trẻ trong chiến tranh khắc liệt đã lấy đi rất nhiều nước mắt của biết bao thế hệ. Còn ngày nay, giữa thời bình, cũng ở đó chúng ta thấy cũng có rất nhiều những người chiến sĩ đã hy sinh thân mình vì sự bình yên của những người đang sống. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng nên lắng lọng lại một chút. Và trong năm qua thì tình hình cháy nổ diễn ra vô cùng phức tạp, đặc biệt đã có những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Câu chuyện của những người chiến sĩ Hà Nội hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ dập tắt đám cháy và giải cứu người. Họ ra đi trong sự thương tiếc của người thân và đồng đội. Thế nhưng sự hy sinh của họ lại để lại niềm tự hào và bài học về sự dâng hiến trọn vẹn cho nhiệm vụ đã được Tổ quốc giao phó. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với biên tập viên Thanh Nhẫn. Thưa quý vị, chào đón năm mới có lẽ là khoảnh khắc mà gia đình nào cũng mong mỏi để có thể hưởng trọn vẹn không khí đoàn viên. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Thời điểm này, có những gia đình họ đón Tết trong sự thiếu vắng hình bóng của những người thân yêu nhất. Đó là những người con, người chồng, người cha, họ đã mãi mãi không thể trở về sau khi làm nhiệm vụ. Họ nằm xuống vì sự bình yên của nhân dân. Không nguôi tiếc thương, có cả những giọt nước mắt tủi thân. Nhưng sau tất cả, đó là sự tự hào cho những người đã ra đi nhưng vẫn để lại cho đời những đoá hoa thơm. Đã nhiều tháng trôi qua, kể từ ngày Thượng tá Đặng Anh Quân cùng hai đồng đội hy sinh khi làm nhiệm vụ. Chị Huyền, vợ anh Quân vẫn chưa thể nào quay trở lại nhịp sống thường nhật.
Đón cái Tết đầu tiên thiếu vắng người trụ cột của gia đình, lòng chị nặng trĩu. Đón Tết nhưng chẳng thể nào được nữa. Chẳng thể đi chơi Tết cùng nhau. Bây giờ cả nhà phải làm quen với một cuộc sống mới. Tết này chẳng còn anh. Mẹ con em vẫn luôn nhớ về anh, vẫn luôn tự hào về anh và vẫn luôn cố gắng. Vẫn mong một ngày nào thật xa anh có thể trở về bên gia đình anh nhé. Năm nay thì càng đến ngày Tết thì gia đình càng cảm thấy buồn. Tại vì là luôn luôn có sự chia sẻ và đồng hành của anh ấy. Thế bây giờ thì nó ngày càng... Và cái khối lượng công việc gia đình thì nó sẽ nhiều rất nhiều. Mà cũng không có sự đồng hành và chia sẻ. Không có bố đồng hành cùng, cũng phải nhắc nhở các con là bây giờ phải cố gắng sống để không phụ lòng của bố, không phụ cái sự hy sinh của bố. Mình luôn luôn nghĩ rằng anh ấy đã sống một cuộc đời rất là đẹp. Thế nên mình dựa vào những cái lý tưởng sống tốt đẹp như vậy, phải cố gắng vượt qua. À, vâng ạ, có thể thấy rằng là sức trẻ và nhiệt huyết của người trẻ luôn mạnh mẽ và thậm chí trở thành động lực đưa họ vượt qua rất nhiều những giới hạn mà có lẽ là chính họ cũng không ngờ tới đấy anh Việt Cường ạ. Vâng, và để minh chứng cho câu chuyện về vượt qua mọi giới hạn của bản thân thì ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện ghi nhận thực tế về một chàng thanh niên là người dân tộc Giấy với những cái thông điệp rất là truyền cảm hứng trong đầu năm mới. Dùng than củi làm bút, nền nhà và cánh cửa làm giấy. Cậu bé Vàng Hải Hưng đã vẽ nên những bức tranh mộc mạc về núi rừng, về hoạt động đời thường của người dân quê mình. Đó là câu chuyện của gần 20 năm về trước. Giờ đây, cậu bé người dân tộc Giấy yêu hội họa đã trở thành trang họa sĩ trẻ được nhiều người biết đến. Ngay từ khi còn bé, Vàng Hải Hưng đã yêu thích vẽ và mong muốn được theo đuổi hội họa. Nhưng vì sinh ra ở vùng cao, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Khi ăn còn không đủ no, bố mẹ Hưng chỉ nghĩ làm họa sĩ chỉ là giấc mơ viển vông của con trẻ. Bởi vậy, để chiều lòng bố mẹ, sau khi tốt nghiệp, Hưng đã theo học Đại học Lâm nghiệp. Tuy nhiên, càng trưởng thành, Hưng càng nhận ra hội họa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Đến năm thứ hai đại học, Hưng quyết tâm thi lại và đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Dễ dàng nhận thấy trong nét vẽ của mình, Hưng đặc biệt quan tâm đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân tộc thiểu số như bốc vác qua biên giới, làm việc trên nương hoặc cảnh bầy núi, biên cương. Một trong những giải thưởng lớn của Vàng Hải Hưng đạt được là giải nhất cuộc thi triển lãm mỹ thuật sinh viên 2020 với bức Chi Chi Chành Chành. Bức vẽ bốn học sinh mặc đồng phục, lưng đeo cặp đang đứng trước vách tường đá cao. Như truyền đi thông điệp của Hưng là những đứa trẻ vùng cao có những hoàn cảnh khác biệt với những đứa trẻ ở thành phố. Chúng phải đối mặt với những khó khăn mỗi ngày, lâu dần tự tạo thành những bức tường đá, vô tình cản trở ít nhiều con đường đến với con chữ của các em. Và trong hoàn cảnh này, các em phải tự đối thoại và tự vượt lên để thoát khỏi vòng vây đó. Dường như Hưng còn đang vẽ chính mình ở trong đó. Thưa quý vị, nhân vật trong tổng hợp vừa rồi
cũng đang có mặt tại trường quay của Gala năm 2023 ngày hôm nay của chúng tôi. Và xin được giới thiệu với quý vị khán giả, họa sĩ trẻ Vàng Hải Hưng. Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chúng tôi trong chương trình rất đặc biệt của ngày hôm nay. Là một người trẻ, chúng ta thấy rằng bạn đã vượt qua những giới hạn mà chúng ta nghĩ rằng là đôi khi chúng ta khó có thể vượt qua để có thể chạm tới ước mơ của mình. Nhưng mà ngày bây giờ, ngày hôm nay chúng ta ngồi tại đây thì không biết là Hưng có cảm thấy hài lòng với con đường mà bạn đã lựa chọn hay không? Mà chị vừa hỏi em là có hài lòng hay không thì em cũng chưa biết như nào là hài lòng. Và hiện nhưng mà với những cái gì mà em đã làm và em đã đạt được ấy, thì em nghĩ có nghĩa có nó là những cái phù hợp với em. Nhưng mà có lẽ là một trong những điều mà khiến cho bạn đạt được những cái thành công nhất định của chính bản thân mình đi, đó chính là ngọn lửa đam mê. Và trong chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi cũng là về ngọn lửa. Thì bạn có nghĩ rằng là bởi vì là mình đã quá đam mê cái con đường này, và khi mà mình đam mê một cái điều gì đó thì mình sẽ cố gắng hết sức và sẽ đạt được những cái thành công nhất định hay không? Khi mà mình đam mê một cái gì đấy thì mình kiểu mình luôn suy nghĩ và mình luôn âm ỉ ở trong người ấy. Và lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải làm được. Khi mà nó đến thì mình cảm giác là mọi việc nó trở nên nó dễ dàng hơn. Khi mà nói đến niềm đam mê của mình thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ rất là tự tin để có thể chia sẻ với chúng tôi. Ở đằng sau lưng của chúng ta là một bức tranh mà tôi tin chắc rằng là bạn cũng rất là muốn chia sẻ cũng như là giới thiệu với tất cả khán giả đang có mặt tại đây. Bạn hãy kể cho chúng tôi nghe về cảm hứng cũng như là nội dung về bức tranh này đi. Tất nhiên là chúng ta thì đều nhìn thấy rằng là đây là một bức tranh như thế nào rồi, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những câu chuyện đằng sau bức tranh này. Vâng, cái bức tranh này em vẽ tại Buôn Mê Thuột trong một chuyến đi thực tế vào trong xong đấy. Ở đây là em vẽ lại các bác nghệ nhân. Các bác đang chơi đạo đạo cụ đặc trưng của dân tộc Tây Nguyên. Và các bác đang chơi trong một cái không khí là trong một cái nhà và có bếp lửa đốt lên. Thông điệp của cái bức tranh này nó như một cái tiếng nhạc và một cái bản giao hưởng mùa xuân của vùng Tây Nguyên đấy ạ. Xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của họa sĩ trẻ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy được có những ngọn lửa truyền cảm hứng đã được thắp lên từ những điều nho nhỏ trong cuộc sống. Mỗi người đem tâm sức và trí lực của mình vào, dù là bất cứ việc gì thì cũng sẽ đem lại những quả ngọt, như câu chuyện của họa sĩ Vàng Hải Hưng vừa rồi. Với những nỗ lực của bản thân, những tác phẩm nghệ thuật của bạn đã được công chúng đón nhận. Một câu chuyện văn hóa mang màu sắc nhân văn, tươi sáng. Đó là câu chuyện của ngọn lửa đam mê, ngọn lửa của nhiệt huyết, đúng không thưa quý vị? Còn ngay lúc này đây, chúng tôi cũng đã mời đến trường quay những người thắp lửa. Một vị tư lệnh ngành đã luôn đau đáu với chuyện tri thức hóa nông dân, đó chính là ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh đó là một vị anh hùng lao động, một tấm gương điển hình tiêu biểu về hành trình nỗ lực tự trang bị tri thức cho bản thân mình, ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thái Bình Xích. Là một chuyên gia truyền cảm hứng, chị Nguyễn Thị Lanh đến từ Học viện Minh Trí Thành. Và sự có mặt của nhà báo chuyên gia Hoàng Trọng Thủy, nguyên tổng biên tập tạp chí Nông thôn Mới. Đây thưa quý vị và các bạn, trên tay của Việt Cường đây là một ký thịt trâu khô. Vâng ạ, và trong những chương trình của chúng tôi trên sóng của VTC thì tôi có để ý đến một cái câu chia sẻ rất là hay, một cái sự ví von của nhà báo Hoàng Trọng Thủy như thế này. Là nếu như mà người nông dân không đi những chiếc Honda mà cưỡi lên lưng những chú trâu thì có lẽ là họ phải không rơi những giọt nước mắt bởi vì giá thịt trâu rất thê thảm như vậy. Thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, khi mà nói lên những câu như thế, tâm trạng của nhà báo đau đáu về cái nỗi đau của người nông dân như thế nào? Khi mà sản xuất cung nó đã vượt quá cầu, làm cho như vậy là giá trâu bò từ 40 triệu một con như là năm 2021 thì nó tụt xuống đến năm 2022, nó chỉ còn có 20 triệu đồng. Có thể nói rằng là sự xót xa đấy. Thì tôi chỉ có mong tới một điều là làm sao mà con trâu trước đây nó là đầu cơ nghiệp, bây giờ nó vào trong thương trường thì các cái sản phẩm của thịt trâu nó phải trở thành như vậy là món ăn dinh dưỡng để làm sao nó được đến với từng bữa ăn và nó đến với lại người dân. Và tôi cũng nên nói là công dụng của thịt trâu, thịt bò là nó làm cho cơ bắp và cái gân của chúng ta nó bền và nó chắc hơn. Như vậy là sức khỏe của con người được nâng lên, dinh dưỡng được nâng lên thì chắc chắn khi sức khỏe tốt thì ước mơ của con người nó sẽ bay xa.
Dạ vâng ạ, rõ ràng đây là một cái niềm mà hy vọng rất lớn cho người nông dân Việt Nam trong năm 2023 này. Và nhiều người hay ví von như thế này ạ, những ai chơi với người nông dân thì chắc họ là những người giàu, còn người nông dân thì luôn phải là những người ngậm những cái trái đắng. Và tôi nghĩ đây là một cái điều trăn trở rất là lớn của người đứng đầu ngành nông nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Nhà báo Hoàng Trọng Thủy nói về con trâu tôi có rất là cảm xúc, cảm xúc hơi buồn bởi vì tôi là tuổi con trâu. Và lại càng nặng lòng hơn khi rất nhiều người nói cho tôi rằng nông dân là nghèo, làm nông nghiệp là nghèo, làm lúa thì càng nghèo hơn. Nông dân nghèo hay giàu quả là một câu hỏi khó trả lời, bởi vì không phải là một người nông dân mà chúng ta có hàng chục triệu người nông dân, vài chục triệu người nông dân. Nếu mình nói nông dân giàu thì chúng ta vẫn tìm ra được những người nông dân giàu. Nhưng mà nói là người nông dân nghèo thì chúng ta cũng đếm không xuể những người nông dân nghèo. Như vậy thì nghèo hay giàu của người nông dân á, thì chúng ta phải có một cách chúng ta nhìn và chúng ta định vị. Vì sao cũng là một miếng đất đó mà có người nông dân giàu, cũng miếng đất đó có người nông dân nghèo. Chúng ta gọi người nông dân là bà con, có thể là bà con thật mà có thể cũng không bà con, nhưng mà chúng ta vẫn gọi là bà con nông dân. Như vậy thì chúng ta nhìn thấu cảm những người nông dân, những người mà chúng ta gọi là bà con, thì chúng ta cùng nhau hành động. Do đó cái câu chuyện tri thức hóa người nông dân là cái câu chuyện mà tôi trăn trở rất là nhiều năm. Đúng là Tinh Hoa thì cần là những người có tri thức, những người tạo ra được một giá trị, một cái hàm lượng cho đất nước. Nhưng mà Tinh Hoa bao giờ nó cũng ít hơn những người nông dân. Chúng ta đừng để người nông dân sống trong một cái ốc đảo xung quanh là tri thức, mà người nông dân thì vẫn lầm lũi thu hái những thành quả mình bằng đôi tay chứ không phải bằng khối óc. Vâng, và chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua thì người nông dân của chúng ta họ cũng đã có rất là nhiều những cái sự cầu tiến, thưa Bộ trưởng. Có nghĩa là họ tự trang bị tri thức cho mình và không ngừng có thể là học hỏi những cái kiến thức về nông nghiệp để từ đó là làm nông được tốt hơn. Chúng ta có anh hùng lao động Trần Mạnh Báo. Xin được chúc mừng ông là đã bảo vệ thành công cái luận án thạc sĩ của mình ở cái độ tuổi thất thập cổ Lê Hy. Vì sao? Cái động lực nào để giúp ông có thể là tự trang bị cái kiến thức về nông nghiệp cho mình ở cái độ tuổi này thưa ông? Dạ vâng, chúng ta có thể nói là Bộ trưởng Lê Minh Hoan là người đã khởi nguồn, khởi xướng cái tri thức hóa nông dân. Mà cái này rất là phù hợp với tâm nguyện của tôi. Nhưng thực ra đấy, là học thì không phải là cho tôi. Vì tôi không học để xin một cái tốt nghiệp thạc sĩ. Yeah. Bởi vì những cái kiến thức đó tôi đã học ở nước ngoài rồi. Yeah. Thực ra không phải hôm giờ, nhưng tôi không làm bằng thạc sĩ làm gì cả. Nhưng mà có một cái điều ấy, là học ấy, là để cho các thế hệ trẻ thấy rằng nếu không có kiến thức thì không thể làm được cái gì cả. Và tôi đi học xong đó tôi lôi luôn 30 năm cán bộ trung cấp và cao cấp của Thái Bình Xít phải học xong thạc sĩ. Vâng thưa quý vị, không chỉ có doanh nhân Trần Mạnh Báo mà ngay tại trường quay ngày hôm nay chúng tôi cũng đã có mời đến một cái tấm gương làm giàu nhờ tri thức. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện truyền cảm hứng này từ chị. Xin được mời biên tập viên Tú Anh ạ. Chị Hồng ơi, chị nghĩ sao về câu chuyện mà anh hùng lao động Trần Mạnh Báo vừa mới chia sẻ với chúng ta ạ? Tôi thì hoàn toàn nhất trí với quan điểm của anh Báo, và tôi cũng là một người nông dân ứng dụng khoa học công nghệ và trong sản xuất thì tôi có một cái chia sẻ như thế này. Ví dụ như chúng tôi là một cái công ty của chúng tôi thì chuyên nuôi trồng nuôi cấy đông trùng hạ thảo, và tôi là những người Việt Nam đầu tiên tiên phong nuôi cấy đông trùng hạ thảo từ năm 2009. Khi đó ở Việt Nam còn chưa ai đó làm về đông trùng cơ, chưa ai người ta nuôi cấy đông trùng cả, thì chúng tôi đã bắt đầu làm. Thế thì trong quá trình làm thì tôi cũng thấy rằng khoa học công nghệ luôn luôn là chìa khóa cho sự phát triển của doanh nghiệp, và đối với chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng là một cái đơn vị thực hiện các cái dự án đề tài nghiên cứu cấp thành phố và cấp nhà nước, thì tôi nhận thấy là ví dụ như đông trùng của chúng tôi lúc đầu tiên khi khởi nghiệp trồng đông trùng thì cái hàm lượng cordyceps, cái thành phần chính quyết định lên chất lượng của đông trùng thì lúc đó nó chỉ có 0,37mg/1g. Sau khi đề tài khoa học công nghệ được sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội thì chúng tôi đã nâng lên được 3,7mg/1g, tức là đã nâng lên 10 lần.
Nhưng sau khi cái sự hỗ trợ từ Bộ Khoa học Công nghệ thì chúng tôi tìm thấy cái giống đông trùng hạ thảo của Việt Nam tại Phan Xipang ở độ cao 2.200 đến 2.800m, thì cái hàm lượng cognisepin đã lên tới 10mg trên 1g, tức là cao gấp 30 lần cái thời điểm khi tôi khởi nghiệp. Như vậy là chúng ta thấy là chị là một doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp này, đã đưa tri thức vào sản xuất trong một cái lĩnh vực mà rõ ràng là chúng ta thấy là chưa thật sự là quá phổ biến tại Việt Nam. Và khi mà chị đã quyết định lựa chọn trên cái hành trình này á, thì chắc chắn là sẽ có những khó khăn, những thách thức. Thì chị có thể kể lại câu chuyện những cái khó khăn, những thách thức đó cho chúng tôi được không? Và có thể là chia sẻ cho chúng tôi thêm những cái bài học để những cái thế hệ trẻ họ có sự tự tin hơn khi mà họ muốn làm hoặc là muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đúng không ạ? Thực ra thì làm cái lĩnh vực gì nó cũng khó khăn và cũng lúc nào cũng có khó khăn cơ. Nay khó khăn việc này thì mai khó khăn việc khác. Thế thì tôi, cái đông trùng đối với chúng tôi thì nuôi cái đông trùng hạ thảo tiên phong ở Việt Nam thì thấy rằng là lúc đầu tiên ấy chúng tôi là khó khăn nhất là khó khăn về giống. Thực ra là giống ở Việt, đông trùng hạ thảo trước đây là giống 100% là nhập khẩu. Giống là Trung Quốc, Hàn Quốc hay Mỹ hay là Nhật nhập về Việt Nam. Nhưng cái giống này thì cũng xin báo cáo là nó rất là thoái hóa rất là nhanh. Lứa này trồng được nhưng lứa kia lại hỏng, được mẻ này được mẻ khác hỏng. Thế thì cái khó khăn đầu tiên là giống. Thế thì cái khó khăn thứ hai là khó khăn về công nghệ. Có giống rồi chúng ta có thể mua được giống, nhưng cái khó khăn thứ hai là công nghệ. Công nghệ nuôi trồng, nếu như chúng tôi nói rằng là nuôi trồng để cho nó mọc thì chỉ đạt được 5 điểm thôi. Còn vì nó là dược liệu cho nên chúng ta phải nói rất nhiều đến hoạt chất, dược chất ở bên trong. Cho nên mỗi một cái điểm số tăng lên từ con số 6 trở lên thì đó là con số rất là khó. Thì chúng tôi đã luôn luôn đổi mới để làm sao nâng cao được hoạt chất sinh học, đó là từ 3,7 mà đến bây giờ lên tới 10mg trên 1g. Thì mỗi một cái sự thay đổi như thế này thì cũng là quá trình thử nghiệm và trải nghiệm. Chúng tôi cũng đã thực sự là có những cái lúc mà gần như là 100% hỏng chứ không phải là được. Thứ hai nữa là khi mà sản xuất ở quy mô nhỏ, quy mô pilot, quy mô rất là nhỏ thì nó khác với quy mô sản xuất lớn, cũng phải điều chỉnh rất là nhiều. Thế thì mỗi một lần điều chỉnh như vậy thì nó lại có sự thay đổi, và khi đấy thì nó cũng những mẻ đầu chưa chắc đã là thành công đấy. Thế nên là khó khăn về giống này, khó khăn về công nghệ, và khó khăn thứ ba nữa là chúng tôi thấy thực tế là khó khăn về thị trường. Như vậy là qua câu chuyện của chị Hồng thì chúng ta thấy rằng là chỉ cần có niềm đam mê, có sự quyết tâm là có thể là chúng ta cũng sẽ có thể vững bước đi trên con đường của mình. Chuyên gia Nguyễn Thị Lanh sẽ có cái đánh giá nhận xét như thế nào về việc là chúng ta thắp lên cái ngọn lửa tri thức trong thời đại ngày nay? Đúng thật là câu chuyện của bác Báo. Bác Báo nói là không phải là học cho mình nữa, mà là mình học còn cho rất nhiều những cái con người tuyệt vời xung quanh mình. Có thể là mình học để mà cho nhân sự của mình cũng đi học một cách rất thoải mái, đúng không bác? Hay học là cho con cháu hoặc là những cái người mà ở vùng sâu, vùng xa hay những cái hoàn cảnh khó khăn, để mà người ta cũng nghĩ rằng như bác tuổi như thế và đầy đủ hết mọi thứ rồi còn đi học thì mình cũng có thể học được. Và giống như là bác Bộ trưởng có chia sẻ là không thể nào mà ngồi than được, mà không thể nào mà ngồi trong bóng tối mà than được, mà là phải tự tìm ra cái con đường tri thức, cái ngọn lửa tri thức để mà thắp sáng chính mình lên. Và bác có chia sẻ là mỗi một người cần là một ngọn lửa. Chính xác là như vậy. Bởi vì thật ra trong mỗi một con người đều có tài năng, trong mỗi một con người đều có rất nhiều trí tuệ, đều rất là giỏi. Nhưng chỉ là có niềm tin giới hạn, hoặc là có cái suy nghĩ là mình, cái bối cảnh ấy, nó làm cho mình như vậy. Nhưng không phải. Bối cảnh không định hình nên cuộc đời của ai cả, mà bối cảnh chỉ giúp chúng ta bộc lộ chúng ta là ai thôi. Thế nên là đúng là mỗi người phải tự thắp lên cái ngọn lửa bên trong mình, ngọn lửa tri thức, ngọn lửa trí tuệ. Và không phải là chỉ trong nông nghiệp, mà là trong tất cả các lĩnh vực khác. Trở lại câu chuyện của anh Trần Minh Báo một chút. Tôi thì khác anh Trần Minh Báo. Anh Trần Minh Báo thì nói rằng anh đi học không phải cho mình, mà học để làm một cái niềm tin, một cái điểm tựa để cho những người khác đi học. Điều đó anh Báo nói thì cũng đúng. Nhưng mà riêng tôi thì tôi học cho tôi. Thân mình lo trước. Tôi học để mà tôi có tri thức. Tôi có tri thức thì tôi mới truyền lại cái tri thức. Tôi học để tôi đốt lên ngọn lửa ở trong tôi.
thì tôi có ngọn lửa thì tôi mới truyền cái ngọn lửa đi cho người khác được. Ngày xưa có những người ta làm nghỉ hiệp, người ta lấy của người giàu để mà cho người nghèo. Thì tôi cũng đang lấy của người giàu, tôi cho lại người nghèo. Của cải đây nó không phải là một cái vật chất, mà của cải đây là tri thức. Tôi tìm hiểu tại sao người ta giàu để tôi nói lại cho cái người nghèo rằng người ta làm giàu bằng cách đó. Tôi lấy cái của người thành công, tôi nói lại cho những người không thành công. Tại sao người ta thành công mà tại sao bạn lại không thành công? Thì tôi là cái người mà chỉ đem cái của người này đưa lại cho người kia thông qua cái lăng kính của mình. Thì tôi muốn nói cái điều đó, thậm chí tôi đi nước ngoài thì tôi đem cái tri thức, những cách người ta làm nông nghiệp nước ngoài, tôi truyền lại cho người nông dân mình. Tôi kể lại một cái câu chuyện người ta làm nông như thế nào, người ta làm nông bằng tri thức như thế nào. Có thể một mình tôi thì tôi không làm được tất cả, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta có thể làm được tất cả. Nông dân rất là cần chúng ta. Không chỉ cần mà cái chúng ta nhỏ những giọt nước mắt để chúng ta thương cảm nữa, mà cần chúng ta hành động. Để đáp ứng được những cái thị trường ngày càng rộng mở hơn của nền nông nghiệp thì đòi hỏi là cái ngọn lửa tri thức của người nông dân cần phải được cháy xuyên suốt và phải được thắp liên tục. Thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, nhà báo suy nghĩ như thế nào khi mà chúng ta bước vào năm mới 2023 này, ngọn lửa tri thức dành cho người nông dân sẽ phải được thắp sáng ra sao để chúng ta giữ được ngọn lửa đó song hành với sự phát triển của nền nông nghiệp? Năm 2021, năm 2020 trong hoàn cảnh khó khăn nhất, những người nông dân đã như vậy đã thắp lên cái ngọn lửa ở chính mình. Có rất nhiều những cái sản phẩm của người nông dân, hay đơn giản nhất đấy là khi mà đưa vào những cái vùng cách ly, người nông dân đã hình thành cái túi combo đã có 10 kg trên một túi. Ở đó nó đã có nhiều những cái thực phẩm để đảm bảo cho người ta một ngày. Như vậy là người ta có niềm tin. Như vậy là rõ ràng là sự sáng tạo đó nó phải bắt đầu từ những cái kiến thức của người ta nhận biết ra được. Và chính từ những cái kiến thức đó, tôi lại quay lại một cái câu chuyện. Khi mà bạn hỏi tôi rằng cầm cái đĩa thịt trâu gác bếp của miền núi thì tôi có tâm tưởng gì? Lúc đó tôi đã nghĩ đến cái câu chuyện đó là người nông dân Pháp, người ta trồng nho và người ta làm ra rượu vang và người ta đã trở thành thương hiệu lớn nhất của thế giới. Trong khi đó chúng ta vẫn còn giữ cái nghề thủ công đốt và nướng cái miếng thịt trâu ở lên trên cái ngọn lửa. Sự khác nhau về kiến thức nó đã quyết định đến cái giá trị gia tăng ở trong sản phẩm. Như vậy là đến năm 2023, tôi cho rằng là cái ngọn lửa trí thức của người nông dân sẽ được bùng lên. Bùng lên là ít nhất ra nó có mấy căn cứ sau đây. Thứ nhất là người ta sẽ chuyển dịch dần những cái sản phẩm cho mình để thích ứng với lại nhóm thị trường và thị trường để hướng vào cái trục nông sản xuất khẩu. Cái nhóm lên cái khát vọng thứ hai nữa là người ta sẽ gì ạ? Vận dụng trên cái nền tảng, các cái thiết bị thông minh trên cái nền tảng số để như vậy là người ta làm chủ sản phẩm của mình, làm chủ mình và người ta làm chủ như vậy là ở thị trường. Và khi thắp lên được cái ngọn lửa và cái kiến thức đó thì cái văn hóa trong sản xuất nông nghiệp và những cái hành vi tử tế của trong con người nó cũng được cái bước theo. Chắc chắn sự bùng nổ ấy nó sẽ bắt đầu ở những cái lớp nông dân trẻ và chúng ta đang mong muốn đó là những cái lớp nông dân chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ chỉ riêng những người nông dân trẻ mà tầng lớp tri thức trẻ của Việt Nam hiện nay là cái đội ngũ mà có thể duy trì được cái ngọn lửa tri thức của chúng ta thắp sáng và cháy mãi được. Là một chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, thưa chị Nguyễn Thị Lanh, chị nghĩ như thế nào về hiện nay rất nhiều những cái tri thức trẻ trong rất nhiều những ngành nghề khác nhau họ vẫn không ngừng thắp sáng cái ngọn lửa tri thức này? Trong mỗi một ngành nghề không bao giờ đứng yên, tất cả đều đang vận động và phát triển. Nên là nếu mà mình muốn làm tốt được, phát triển được trong đúng cái công việc của mình làm thì ai cũng phải học, ai cũng phải tìm kiếm tri thức. Đấy là một cái hành trình liên tục, giống như là mình như một cái cây đang lớn vậy. Nếu mà ngừng học thì không còn lớn được nữa. Nên là trong tất cả các ngành nghề thì ai cũng như vậy, phải đi tìm kiếm cái tri thức để cho chính cái công việc của mình, cái cuộc sống của mình nó trở nên tốt hơn. Ví dụ như là năm 2020, 21, 22 là những cái năm mà thật sự là khó khăn. Có rất là nhiều những cái bối cảnh. Nhưng mà chính vì vậy mà nhiều người lại bắt đầu sống chậm lại. Nhiều người lại bắt đầu nhìn nhận lại chính mình. Nhiều người lại bắt đầu một cái hành trình mới. Đấy là bắt đầu từ mình. Tìm kiếm cái nguồn tri thức từ bên trong mình. Kết nối với, giống như là bác Trọng Thủy nói là
cái sự tử tế bên trong mình. Để rồi mình làm nông nghiệp cũng tử tế, đúng không ạ? Thì giống như là bắt đầu tìm kiếm từ mình, quay lại chính mình trong cái hành trình đấy, để rồi mình có được nhiều trí tuệ hơn, có được nhiều những cái phẩm chất, những cái giá trị đúng đắn hơn cho chính cái công việc của mình, cho chính cái cuộc sống của mình. Vâng ạ, nếu như với vai trò cũng là một người thắp lên cái ngọn lửa tri thức, thưa anh Hùng Lao Động Trần Mạnh Báo, để nói cho các thế hệ trẻ làm thế nào để các bạn duy trì được cái ngọn lửa tri thức này, nó được cháy mãi chứ không phải là bị mai một ngày một ngày hai, thì ông sẽ có lời nói như thế nào? Vâng, tôi nghĩ là cái việc học ấy, chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta và càng ngày ấy, thì cái tri thức và cái phát triển khoa học công nghệ đòi hỏi chúng ta phải có một cái tiếp cận thêm, bổ sung thêm. Tôi nói với các bạn ở chỗ công ty tôi, cái bằng cử nhân với cả kỹ sư của các bạn ấy, lúc đầu ấy, nó như một cái con dao mà chúng ta vừa hoàn thành. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết mài giũa con dao đó, thì nó sẽ cùn đi. Kiến thức chúng ta phải luôn luôn cập nhật. Hành trình tìm tri thức của mỗi người thì tôi nghĩ là sẽ có một cái hành trình khác nhau. Nhưng mà cái hành trình lan tỏa tri thức á, là một cái điều mà tôi thấy là cũng đáng để học hỏi. Như là tại Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, từ cái thời mà ông còn làm bí thư Đồng Tháp, thì tôi nhớ là ông có những cái hội quán dành cho người nông dân. Tôi xem đó là một cái hành trình để chúng ta lan tỏa tri thức chứ. Cách đây 2-3 hôm, trên Việt Nam Express có đăng một cái tin rất là nhỏ. Rồi có một lớp học ở Hà Nội này. Người ta dạy gì? Người ta dạy cái cách mà uống rượu vang á, hay là dạy một cái bữa tiệc để biết là nĩa ở đâu, rồi thì ở đâu, rồi cầm cái ly rượu vang nó như thế nào, rồi ngồi sao dáng cho nó đẹp trong những cái buổi tiếp tân. Tôi nói hay quá, tôi định đăng ký đi học. Đúng là cái sự hiểu biết của người ta nó còn vô tận lắm, chúng ta cần phải mở rộng cái sự hiểu biết mình. Tự nhiên cái tôi chợt nghĩ, ủa như vậy thì hàng chục triệu nông dân ai dạy họ, ai đưa cái những sự hiểu biết về cho người nông dân. Trên đài chúng ta có rất nhiều cái chuyên mục hướng dẫn khởi nghiệp, hướng dẫn dạy chơi chứng khoán, dạy chơi bất động sản, hướng dẫn cách xây dựng thương hiệu nhân dân. Tôi cũng rất là chú ý, xong rồi tôi thấy hình như nó còn một khoảng trống gì nó mênh mông. Đối với hàng chục triệu hộ nông dân, những người mình làm ra trái cam, trái quýt, trái ổi, làm ra những bữa ăn hàng ngày chúng ta, thì không có một cái lớp nào để mà chúng ta đưa cái sự hiểu biết đó. Mình nói gọi là tri thức, gọi là sự hiểu biết về một cái nghề để được người ta được tôn trọng ở trong xã hội này. Nó đúng là một cái nghề. Đấy, đấy cái tri thức nó không chỉ là kiến thức, không chỉ là kỹ năng, mà nó là một cái thái độ sống, nó là một cách sống. Cái đó có thể nó không có giáo trình, nó chỉ là những người giống như những chuyên gia ngoài đồng thủy hay chị Lan đây, anh Báo đây, mỗi người có thể nói người nông dân. Một trái quýt này anh không giàu, chừng nào anh bán luôn cái người bán quýt nó mới giàu. Tức là bán luôn cái tri thức, cái cách sự hiểu biết, cái tinh thần, cái thái độ, cái cảm xúc của con người á, thì anh lúc đó anh mới giàu. Bởi vì thật ra người ta mua ăn uống không nhiều, ta mua bằng cái cảm, mua bán bây giờ ta mua bán bằng cảm xúc, bằng một cái câu chuyện. Mà cái câu chuyện dễ nhất là câu chuyện kể về người làm ra cái đó. Anh báo về Tiền Hải làm cái anh em mình về đó làm, bán luôn mình đi, bán luôn anh, bán luôn tôi. Vâng ạ, xin được cảm ơn sự chia sẻ của các quý vị khách mời trong chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, qua những câu chuyện vừa rồi thì rõ ràng là chúng ta thấy là trong những ngày đầu năm mới như thế này thì chúng ta cần lắm những cái ngọn lửa để tiếp lên những cái niềm tin tích cực, mang đến cho chúng ta những cái sự lạc quan trong cuộc sống, đúng không chị Huyền Phương? Vâng ạ, và Huyền Phương tin chắc rằng bất cứ ai trong chúng ta, nếu như mà chúng ta được trang bị tri thức vững vàng và trong tim luôn bừng sáng ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa của hy vọng, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn thử thách và sẽ gặt hái được rất nhiều những thành công. Trong những ngày đầu năm mới như thế này thì còn gì hơn chúng ta gieo niềm tin, gieo một chút hy vọng thông qua những cái sự may mắn trong phong thủy. Hy vọng là chị Tú Anh của chúng ta đang ở đâu ạ? Chị Tú Anh có thể giúp cho chúng tôi kết nối và gieo quẻ cho chúng tôi đầu năm nay cuộc sống sẽ như thế nào, mọi khía cạnh của xã hội ra sao được không? Xin mời chị. Vâng. Vâng, thưa anh Việt Cường, ngay bây giờ cạnh tôi là một vị khách mời rất đặc biệt, đó là anh Vũ Văn Lập ạ, chuyên gia phong thủy. Thông thường là đầu năm là chúng ta thường có một phong tục rất đẹp, đó chính là gieo quẻ đầu năm. Đẹp, vui thôi, nhưng mà rõ ràng cái phong tục này cũng ẩn chứa rất nhiều những hy vọng,
Đúng ạ, và anh có thể chia sẻ cho chúng tôi cũng như là nói vài điều cho chúng tôi về phong tục này cũng như là năm nay là anh thấy tình hình sẽ như thế nào ạ? Chúng ta vừa dự báo một cái xem một cái chương trình nó kết nối giữa truyền thống, tâm thức, đổi mới và hiện đại. Trong cái văn hóa cổ ngày xưa nó có một cái khoa học, đó là khoa học dự báo. Thực ra đầu tiên thì nó cũng là xuất hiện từ nền văn minh lúa nước. Nó xuất phát từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, bởi vì mọi thứ trong vũ trụ này nó ánh xạ tương tác nhau. Ở Việt Nam mình có rất nhiều người dự báo rất là giỏi, như là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, nhà báo Lê Quý Đôn, hay gần đây là một cái người rất là vĩ đại, người khai sáng và khai sinh dân tộc ta, đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ví dụ như là năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến ắt càng thắng to, đúng không ạ? Thế thì năm nay không hiểu sao cái chương trình này đúng là thiên địa động. Cái chương trình này ứng với quẻ thuần ly, tức là ly vi hỏa, thì cái chương trình nó lại là thắp lên ngọn lửa. Như vậy cái chương trình của nhà đài làm và cái mọi người đang hướng tới đúng cái chương trình của trời đất, và trời đất sẽ sáng hơn. Ly đó là trí thức, ly đó là hơi ấm, ly đó là cuồng nhiệt, và nó động vào hào năm, nó trở thành quẻ thiên hỏa đồng nhân, có nghĩa là người ta rất là đoàn kết, người dân sẽ được mùa. Nhưng vấn đề đầu ra thì chúng ta phải tính chính trị của chúng ta sau quẻ ly được cháy và được thanh lọc. Thép đã tôi thế đấy, thì còn lại như là vẫn những cái viên thép, những cái mà sản phẩm của thép sẽ xứng đáng. Chúng ta sẽ trải qua những cái cuộc chia tay, nó do thời vận, cũng đầy tiếc nuối, nhưng ra bước một trang mới sẽ tốt đẹp hơn. Quang đi thì sẽ tới đồng nhân. Sự thay đổi nào cũng hướng tới cái tốt, và con đường thì vẫn chạy về phía trước. Còn lại về thời tiết thì theo quan điểm của tôi là sẽ nắng và nóng đấy. Ngoài ra thì phía Bắc thì có khả năng là sẽ có mưa lũ lớn, thì chúng ta hết sức là đề phòng. Ngoài ra thì có một tin rất là vui, đó chính là về quản lý nó vượng. Chính vì thế thì những cái như là truyền thông này, những cái như là giáo dục này, những cái như là nghệ thuật này, những cái như là những sản phẩm mang tính chất tâm thức đúng và khoa học thì sẽ có cơ hội để phát triển. Và với những chia sẻ vừa rồi của anh Lập thì chúng ta cũng tin tưởng rằng là chúng ta chỉ cố gắng này, và với những điều mà anh Lập đã gieo quẻ thì chắc chắn là những ước mơ của chúng ta sẽ trở thành sự thật.